Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mặt quý vị đây chính là con đường mang tên quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa thuộc xã đảo Long Sơn, thành phố Bà Rịa, quý vị, thành phố Vũng Tàu quý vị nhé. Long Sơn nhưng là thuộc thành phố Vũng Tàu. Còn xã đảo này thì đây là làm tôi đang làm ở, đứng ở cái vị trí này là ngay cái ngã ba. Ngay ngã ba dưới chân cầu từ quốc lộ 51 đi vào. Đây là cái ngã ba để đường đi vào khu chế xuất nhà máy, tổ hợp nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn. Đây là ngay ngã ba này này. Đó, nên vị trí này quý vị lên trên Google Map là thấy ngay. Là như nào? Đấy, từ đây ra quốc lộ 51 chỉ khoảng cây số thôi, rất là gần. Thì giới thiệu với quý vị một cái lô đất nằm ngay cái ngã ba này. Đây đây, nhà xe từ trong nhà máy chạy ra này. Đó, đường xá các thứ là khu này rất là thông thoáng, và đặc biệt là nó có một cái ngã ba kia. Đó, xe đi sang đó để đi lên cầu. Thì giới thiệu quý vị một cái lô đất nằm trên cái mặt tiền của đường Hoàng Sa này. Đây, nằm trên này luôn. Thì tôi có quay flycam để cho quý vị hình dung. Thì cái lô đất này có diện tích là 27 hecta quý vị nhé. 27 hecta. Và giá bán chỉ có hơn 1 tỷ một hecta thôi. À, tôi thấy rất là bất ngờ cho cái giá này quý vị ạ. Rất là bất ngờ, cực kỳ bất ngờ luôn. Mặt tiền đường như thế này mà có hơn 1 tỷ một hecta thôi. Tổng diện tích là 27 hecta thì giá chào bán cho nó là 40 tỷ quý vị nhé. 40 tỷ. Và giá đó còn thương lượng quý vị ạ. Nên là bãi đầm này phải số vẹt các thứ này. Đó. Mặt tiền đường luôn. Mặt tiền đường. 27 hecta. Đây, ngã ba này. Từ đây đi lên cầu khoảng 300 mét. Thì cái đất của mình á, là cái chiều ngang mặt đường này là tới 200 mét quý vị nhé. 200 mét thì nó kéo cũng gần lên đến cầu rồi. Thì tiếp giáp một cái lô đất nữa là đến cầu rồi. Đó. Đây là hệ thống điện để cung cấp vào trong nhà máy. Đó, rất là đẹp, tuyệt vời. Tôi thấy rất là bất ngờ cho lô đất này, cực kỳ bất ngờ. Đây, đường để đi vào đây quý vị này. Đó, chạy thẳng đi vào đây, chạy thẳng vào là đến nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn quý vị nhé. Rồi. Đấy thì sơ bộ quý vị biết là mặt đường này là 200 mét. Thì hiện trạng cái đất này ấy, là đất đang là nuôi trồng thủy sản. À, còn khi người ta bán ấy, là bán theo cái hiện trạng giấy tờ như thế. À, chứ không có, nếu như ai mà muốn làm dự án hay gì đó, lập dự án thì mua về để mình có thể là mình xin chủ trương để chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất. Còn hiện trạng nó là đất nuôi trồng thủy sản quý vị nhé. Đây, và đất của mình đây bắt đầu từ cái mũi tên đỏ đây. Đó, nó bắt đầu từ đây kéo dài xuống, rất dài, kéo dài xuống, chiều ngang mặt đường là 200 mét cái gì nhỉ. Đây, chút trên kia rồi thì sơ bộ cho quý vị biết cái đấy. Và bây giờ tôi có thể cho quý vị xem cái vị trí của mình trên cái Google Map này. Đây, mình đang ở vị trí là đường, vị trí đây của mình đây là đường Hoàng